Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nói về cuộc sống của chúng tôi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng của tiểu mục Khỏe hơn và đẹp hơn. Có thể nói rằng làm đẹp là một nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi người, và đặc biệt là đối với những người phụ nữ, những người được mệnh danh là phái đẹp. Và khi cuộc sống hiện đại với nhu cầu giao lưu tiếp xúc ngày càng nhiều thì phụ nữ lại càng muốn mình đẹp hơn bao giờ hết trong mắt mọi người, và cũng có cung có cầu thì có cung, nhu cầu thẩm mỹ của chị em ngày càng tăng cao. Với những việc như là phẫu thuật những cái đơn giản như là cắt mí mắt, hay là bơm môi, nâng mũi để làm cho khuôn mặt xinh đẹp hơn, ấn tượng với người nhìn luôn là sự lựa chọn của rất là nhiều các chị em phụ nữ hiện nay. Và đối với việc phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi thì đã có rất là nhiều những khán giả quan tâm đến việc nâng mũi theo phương pháp như thế nào để có một cái mũi đẹp. Nhưng theo chúng tôi thì có lẽ rằng là vấn đề đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ nâng cấp cho cái mũi của mình á, thì chúng ta cần phải quan tâm thêm nữa, đó chính là cái hình dáng của chiếc mũi có phù hợp với khuôn mặt của mình hay không. Bởi vì theo thống kê thì người Việt của chúng ta thường có 3 loại gương mặt điển hình và sẽ lựa chọn dáng mũi theo 3 gương mặt đó, như là mặt trái xoan, mặt tròn hay là mặt góc cạnh. Và mỗi gương mặt thì sẽ được các bác sĩ tư vấn để có một dáng mũi phù hợp, làm cho sau khi phẫu thuật xong thì chiếc mũi cũng sẽ trở nên tự nhiên và ăn nhập hơn với khuôn mặt của mình. Dạ, sau khi chúng ta cũng đã được bác sĩ tư vấn để lựa chọn một cái dáng mũi phù hợp, thì việc tiếp theo là chúng ta cần quan tâm đến lựa chọn nguyên liệu nào sẽ là nguyên liệu để nâng mũi cho mình. Việc lựa chọn nguyên liệu nâng mũi thì chúng ta nên gặp chuyên gia, bác sĩ đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này để hạn chế xảy ra những biến chứng đáng tiếc. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, chuyên gia thẩm mỹ, để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hiện nay có nhiều công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ mũi như ghép sụn tự thân. Sụn để cấy ghép có thể được lấy từ vách ngăn mũi hoặc sụn tai, xương sườn. Đây là chất liệu tự nhiên, tự thân nên tránh được nguy cơ dị ứng, mang kết quả khá tốt. Tuy nhiên theo thời gian, sụn sẽ co ngót đi khiến mũi bị mất hình dạng. Cách thứ hai là cấy ghép sụn silicone. Đây là phương pháp phổ biến nhất, có thể giúp cải thiện mọi tình trạng của mũi. Với sự tiến bộ của khoa học, chất liệu, hình dạng của sụn nhân tạo ngày càng được cải tiến, thậm chí có thể tương thích tới 95% cơ thể. Kết quả mang lại là vĩnh viễn và an toàn, mặc dù vẫn còn một tỷ lệ rất nhỏ là khả năng dị ứng. Kính thưa quý vị và các bạn, với nền công nghiệp phát triển của thẩm mỹ ngày càng cao thì nhu cầu mong muốn làm đẹp của chị em cũng ngày càng được ưa chuộng hơn. Một trong những dịch vụ mà được chị em ưa chuộng nhất đó là phẫu thuật mũi. Làm sao để mà có một chiếc mũi ưng ý, hài hòa, cân đối với khuôn mặt của mình thì không phải là chị em nào cũng có nhiều kinh nghiệm để mà có thể lựa chọn được một cơ sở uy tín cũng như là lường trước được những tác hại của phẫu thuật mũi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Đặng Thanh Tuấn để mà có thể tìm hiểu thêm những thông tin vô cùng bổ ích cho phẫu thuật mũi nhé. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời cho buổi trao đổi và trò chuyện ngày hôm nay. Bác sĩ có thể gửi một vài lời chào tới khán giả được không ạ? Xin chào MC và xin chào tất cả các quý vị khán giả. Rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời cho buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và theo như tôi nhận thấy thì về phẫu thuật mũi, đó là một trong những dịch vụ thẩm mỹ mà được chị em ưa chuộng trong thời buổi hiện đại ngày hôm nay, thì đó cũng không phải là một cái loại hình phẫu thuật quá là to tát đúng không ạ? Và vậy theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân mà khiến cho nhu cầu thẩm mỹ mũi của người Việt mình ngày càng cao ạ? Vâng, đúng ạ. Thì cái trước tiên chúng ta phải thấy cái vị trí mũi là trung tâm của khuôn mặt. Từ mọi ánh nhìn thì mũi bao giờ cũng đập vào cái đối tác mà giao tiếp đầu tiên và người xung quanh. Thì mũi là cái trọng tâm như vậy, cho nên là ngày nay không những nữ mà nam cũng sửa chỉnh làm đẹp mũi rất là nhiều. Và cái trong xã hội cũng vậy, ngày càng phát triển cho nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, đồng nghĩa là cái dịch vụ mũi cũng rất là phát triển. Dạ vâng, có những loại phẫu thuật thẩm mỹ mũi nào và rủi ro của từng loại là ra sao ạ? Thẩm mỹ mũi thì trên mạng thì rất là tràn lan, S9, 4D, 3D, các thứ, 2D. Nhưng mà thực tế mình đã được học các giáo sư đầu ngành cũng như là các cái phẫu thuật viên của Hàn Quốc như anh Jin Húc và bác sĩ Trang, bác sĩ Moon cả trên thế giới, về đường chính thống về phẫu thuật thẩm mỹ thì là chia làm hai loại, một loại là cấu trúc, một loại là bán cấu trúc.
Đấy thì hai loại đấy tùy theo cái cụ thể về cái mũi của khách hàng mà chúng ta sẽ thực hiện tư vấn và làm cho khách hàng theo đúng yêu cầu. Vậy thì đối với mũi bán gốc trúc và mũi gốc trúc thì hai loại đó sẽ có những cái rủi ro riêng như thế nào? Mỗi một cái phẫu thuật nó có cái rủi ro riêng, nhưng mà mình nói sơ qua là cái bán cấu trúc là chúng ta chỉ can thiệp nhẹ nhàng. Ví dụ như là một cái tòa nhà này, chúng ta mà làm bán cấu trúc có nghĩa là người ta chỉ làm bề ngoài thôi, không thay đổi các cái trụ cột ở bên trong. Còn nếu cấu trúc người ta sẽ làm thay đổi trụ cột ở bên trong, cái độ vững ấy, nhất là cái độ vững tường nhà, cột nhà ấy. Thì ở cái mũi này thì nó có cái trụ, các cái trụ cột như là về sống mũi này, như là cái xương chính mũi và cái sụn chính mũi này, thì thường là nâng cao cái sụn này lên, kéo dài cái sụn đấy mà làm cái đầu mũi nó cao, sống mũi cao tay lên ấy. Ngoài ra thì những cái trường hợp mũi gồ này, hoặc là cái xương cánh mũi hai bên nó to thì có thể đục để bóp lại cho nó vừa vặn, hài hòa với khuôn mặt. Cho dù nâng mũi theo kỹ thuật nào thì vẫn có thể xảy ra những biến chứng ngoài ý muốn như việc sống mũi bị lệch vẹo, ống đỏ đầu mũi, lộ sống mũi, lòi sụn nâng mũi, thậm chí có thể bị nhiễm trùng và hoại tử. Do đó, trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, bạn nên chọn cho mình một địa chỉ thẩm mỹ thật uy tín và đáng tin cậy. Phẫu thuật thẩm mỹ mũi tưởng chừng như ai cũng có thể làm được, nhưng thực sự là một thách thức nghề nghiệp cho một bác sĩ thẩm mỹ. Bởi để có thể nhận định vẻ đẹp của mũi đã khó, và làm được một cái mũi đẹp lại càng khó hơn. Ngoài ra, ngay khi gặp biến chứng, cần phải can thiệp sớm để tránh gặp phải những hệ lụy khôn lường. Vậy thì khi mà gặp biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ mũi gây nên thì có những phương pháp nào để khắc phục không ạ? Cái lưng mũi là một cái cũng nhẹ nhàng hơn, nó không phải là đại phẫu như là phẫu thuật ngực bụng, nhưng mà nó lại rất hay xảy ra biến chứng. Cái mũi bản thân là khi chúng ta đặt chất liệu, thường làm các cái dịch vụ đấy thì ở bên trên là chỉ có da thôi. Đấy, nên là những trường hợp da mỏng rất hay lộ chất liệu. Đấy, thì cái mũi nó không nhìn thấy hài hòa tự nhiên. Cái thứ hai nữa là nó hay bị nhiễm trùng, do là khi vật liệu đặt vào chỉ có da che phủ thôi thì lui dưỡng nó kém. Mặt khác, khi nhiễm trùng những trường hợp khác thì dễ sử dụng kháng sinh để chữa hơn. Nhưng trường hợp mà mũi bị nhiễm trùng ấy, thì nó sẽ vi khuẩn lên chỗ vật liệu, mà không một loại kháng sinh nào mà dùng có thể thấm được vào cái vật liệu đấy. Cho nên là khi mà đã nhiễm trùng thì thường hay phải rút bỏ, tháo bỏ chất liệu lên mới điều trị nữa. Thế thì cái tiếp theo nữa là khi mà can thiệp về cái cấu trúc, gọi là mổ phương pháp thay đổi cấu trúc của mũi, thì nếu mà gặp phẫu thuật viên mà không có chuyên môn ấy, mà người ta làm nó không vững hoặc do biến chứng nhiễm trùng rủi ro thì sẽ gây biến dạng mũi. Và đấy là những cái mà cơ bản nhất mình có thể trao đổi. Cách khắc phục thì mỗi một cái loại biến chứng thì nó có một cách khắc phục riêng. Ví dụ như là chúng ta ngay sau mổ mà chúng ta bị viêm thì có thể là viêm hoặc là dị ứng cái lẹp mũi đặt vào ấy, silicone ấy, thì chúng ta sẽ khắc phục bằng cách là viêm chúng ta có thể dùng ban đầu dùng kháng sinh, nhưng theo dõi mà không ổn thì bắt buộc phải rút chất liệu. Cái thứ hai là dị ứng mà cái lẹp mũi đặt vào ấy, bản chất là silicone, thì có những người không hợp thì cũng phải rút chất liệu. Và cái nữa là khi mà lưng mũi thì chúng ta nên lựa chọn những cái dịch vụ mà ví dụ như độn sụn vành tai hoặc lấy sụn sườn hay là bọc cân cơ thái dương, là những vật liệu tự thân thì chúng ta sẽ tránh được những cái dị ứng lẹp, nó hạn chế được rủi ro hơn. Dạ vâng, vậy thì cuối cùng bác sĩ có những lời khuyên nào dành cho các chị em trước khi quyết định nâng mũi được không ạ? Trước khi quyết định nâng mũi thì như mình vừa nói, những cái biến chứng của lưng mũi thì cần phải tránh. Cho nên quyết định mà khi lưng mũi chúng ta phải tìm hiểu chúng ta thích một cái mũi như nào, thì chúng ta không nên yêu cầu cao quá như là cao tây, Âu hóa,
khi chúng ta dựng một cái mũi cao thì rất dễ là đổ, đó. Rất dễ căng đầu mũi quá thì rất dễ là bị biến chứng đỏ đầu mũi, thủng đầu mũi. Cho nên chúng ta phải lựa chọn một cái dịch vụ hợp lý, tức là nó hài hòa khuôn mặt, nhất là người Á Đông mình. Cái thứ hai nữa là mình nên lựa chọn cái cơ sở uy tín như là bệnh viện thì có đầy đủ trang thiết bị thì họ sẽ làm vô khuẩn rất là tốt, tránh được những biến chứng vô khuẩn. Cái thứ ba nữa là chọn bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ có kinh nghiệm thì sẽ hạn chế được những rủi ro như là mũi làm xong rồi bị biến dạng do các trụ cột chúng ta dựng làm cao nó không vững, do chất liệu bị lộ mà không kiểm tra được cái da mỏng quá không. Đấy. Ngoài ra còn nhiều cái khác nhưng đây mới là cái cơ bản nhất. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ với những lời khuyên vừa rồi với phẫu thuật nâng mũi. Hy vọng với những thông tin bổ ích vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Đặng Thanh Tuấn có thể giúp thêm cho chị em có nhiều thêm kinh nghiệm và chuẩn bị gì trước khi chúng ta quyết định lựa chọn phẫu thuật nâng mũi nhé.